Hello, xin chào anh em. Thì cũng mấy ngày Tết vừa rồi ấy, thì mình có cho vợ con về quê đi mất khoảng tầm 4 ngày. Đấy, thì hôm nay mình mới ra. Thì mình sẽ kiểm tra xem là mấy cái ổ chim loan của mình ấy, xem chúng nó còn phát triển khỏe mạnh không nhá mọi người nhá. Thì thật ra thì mình cũng mình ra đến nơi thì mình có kiểm tra ngay rồi. Nhưng mà mình sẽ quay lại một chút để cho mọi người xem. Đấy, đầu xuân năm mới thì cũng đang rảnh mà. Đấy, thì trước khi đi thì mình có ba ổ chim là mới lở. Đấy, thì chủ yếu là ba ổ này thôi. Đó. Trước khi đi thì mình có cho đầy đủ thức ăn, rau, rồi là trứng, rồi là cám cung đầy đủ. Đấy, để làm sao cho chiều 4 ngày. Nên mình không tính rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Ok. Đây nha mọi người. Cái ổ này thì có 5 con, mình sẽ báo cho mọi người xem. Ok. Ổ này 5 con vẫn phát triển tốt. Đấy. Có một mình quay thì nó sẽ hơi khó một tí. Đây nha mọi người. Con mẹ nó kia. Ổ này 5 con vàng rất đẹp. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok thì đây một ổ này. Vì mình đi mình biết Tết thì mình không ở nhà, mình không ghép được nhiều. Đây. Tiếp theo đến cái ổ này. Ổ này thì cũng 5 con mọi người nhé. Đây. Ổ cũng 5 con hoàn. Đó. 5 con mình để tạm đây. Ổ này thì 4 con thôi. Đây. Ổ này 4 con đấy mọi người nhé. Vẫn phát triển tốt. Mình đi mình cho đầy đủ thức ăn với rau vào. Đó. Ổ này xem. Ổ này mới lở thôi. Mới nào cũng xem á. À, ổ này thì có mấy cháu ở gần nhà thích tút chim non về luyện tay nên là mình có bán rồi. Để còn lại một cháu này bên này. Một cháu. Ổ này còn một cháu thôi. Đây. Ổ này còn đúng một cháu. Ổ này một cháu, cháu này sắp xuống cầu. Chắc mai là xuống cầu rồi. Mặc áo rồi. Ok. Con mái mẹ này là con mái này của mình 3 năm rồi nhá. Năm nay năm thứ 3 nhá. Đẻ đái không biết sản sinh ra bao nhiêu con chim non này, trụ hết cả đầu rồi. Đấy. Ổ này xem ạ. Ổ này cũng đang mới lở sáng nay thôi. Để nguyên cho nó nằm ấp. Ổ này thì cũng mới lở này. Ổ này mới lở sáng nay. Đây xem nào. Ổ này xem nào mấy con này đây. 1, 2, 3, 4, 5. Ổ này 6 trứng. Hiện tại là có 5 con này này. Đó. Thôi. Ổ này thì ổ này 4 con nha mọi người nhé. 4 con. 4 con ổ này mới lở thôi. Ổ này mới lở được 3 hôm. Ổ này. Ổ này cũng 4 con đó mọi người nhá. Ổ này cũng nó được khoảng tầm 4-5 ngày gì đó. Mình không nhớ nữa. Đấy nó khoảng tầm đấy. Ok. Đó. Đây mình để trứng đây cho nó ăn. Ổ này thì
Bộ này 4 con nha mọi người nhá. 4 con hoàng kim màu rất đẹp. Con này là cuối cùng mình nhìn còi. Bị cái con to nó sẽ ngăn mất. Ok. Phần trên mẹ rất to và đẹp. Ổ lay. Một con mái đồ trắng. Ổ lay cũng 4 con nhé mọi người nhá. Con mái đồ lem. Hôm nay thì là được ngoài thì 5 trứng đang gấp. Nhìn máu này chắc chắn là có cổ rồi, không phải soi nữa. Này xem ổ này thì con mái mẹ này bị nem đuôi nhưng mà da con rất đẹp. Ổ này xem nở chưa. Ổ này 2, 4, 5 trứng nhưng mà chưa lở. Ok, nên mình xem qua thì phát triển vẫn rất tốt. Ổ này xem ạ. Để mình mới ghép cặp thịt cổ đen này vào con mái này, mái bông nha mọi người nhé. Thôi không xem, bạn này cũng vẫn đang làm bốc tốt. Xem qua thì vẫn tốt mọi người. Con này là con thạch. Máy bắt nét chấm này.